Rồi như vậy cái toán tử một ngôi chúng ta sẽ làm demo ở đây. Có một file thôi, nhưng mà thầy làm rất là nhiều cái hàm. Bây giờ thầy đổi gió đi. Lúc nãy giờ thầy gọi in không à, bây giờ thầy đổi cái khác. Void toán tử một ngôi, mở đóng ngoặc, mở ngoặc nhọn. Ok. Bây giờ thầy sẽ có in a bằng 5 chấm phẩy. Cái a ở đây và a ở đây có ảnh hưởng nhau không? Hai đứa này con của hai nhà hàng xóm gần nhau, và hai đứa đều tên A, không ảnh hưởng gì nhau cả, trừ khi ba mẹ nó có gì đó không bình thường chứ còn bình thường là nó không có liên quan gì nhau hết. Đây, chỗ này chúng ta có in B bằng, thôi mình làm cái này đi chứ đi, à print phần trăm D phẩy A chấm phẩy, xuống dòng cái. Nếu như mình chạy cái toán tử một ngôi thì có gì để nói không ta? Ủa, A bằng 5 thì in ra A bằng 5 thôi, có gì đâu nói. Đúng không? A 2 chấm. Bởi vì mình nhập vô 5 thì mình in ra 5, có gì đâu, có gì đâu bàn. Đúng không? Bây giờ chỗ này thầy ghi A cộng cộng chấm phẩy, in ra theo các bạn bằng mấy? A cộng cộng 6. Chú ý nha, hết sức chú ý. Cộng cộng A sáu, chú ý nè, hết sức chú ý nè. Rồi bỏ bé này đi, xuống đây A cộng cộng trực tiếp luôn, 6. Nhớ nha, hai cái lệnh hoàn toàn khác nhau, kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như chỗ này không phải là A cộng cộng mà là cộng cộng A, hả? Mấy? 5 hay 6? Tại sao? Vậy thì chỗ này tại sao mà A cộng cộng với A cộng cộng A giống nhau? Ok. Ok, chính xác. Giỏi. Xuất sắc. Rồi, như vậy ở chỗ này nè, nếu như bạn để câu lệnh riêng thì nguyên tắc ở đây người ta giải thích rằng cộng cộng hoặc trừ trừ nếu nằm ở phía sau thì thực hiện sau, nếu nằm ở phía trước thì thực hiện trước, nhưng với trường hợp hai câu lệnh cùng một lúc, tức là hai phép toán cùng xảy ra trên một câu lệnh, hai việc cùng xảy ra trên một câu lệnh thì mới có trước có sau. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta tách ra như thế này thì hai lệnh này là riêng, không liên quan gì đến nhau hết. Cho nên có cộng trước hay cộng sau thì xuống đây nó vẫn là cộng, nó cũng tăng như nhau. Cho nên chỗ này nếu mà chúng ta in cái A này ra thì cộng trước cộng sau đều như nhau. Kịp không?
Còn nếu mà chúng ta bỏ vào bên trong thì chỗ này cộng cộng. À, thì nè, đâu cộng trước chứ, cộng trước mà, thì cộng trước rồi mới in. Còn nếu mà ở đây mình đặt cộng cộng sau, thì nó in rồi nó mới cộng. Nhưng mà nếu mà mình ra phía ngoài này, mình lại in A một lần nữa. Thì chỗ này sẽ là 6. Chỗ này nó sẽ là 5, 6. Được chưa? 5, 6. Tương tự như vậy, trừ trừ cũng vậy thôi. Và chúng ta có một cái toán tử nữa là không phải cộng cộng. Mà bây giờ chúng ta muốn A bằng A cộng 5. Thì có phải chúng ta phải ghi là A bằng A cộng 5. Đây là một cách ghi. Và người ta có thể ghi là A cộng bằng 5. Hai phép toán này giống nhau. Bạn ghi A bằng A cộng 5 cũng được. Bạn ghi A cộng bằng 5 cũng giống nhau. Như vậy chỗ này 5, qua đây nữa là 10, qua đây nữa là 15. Và chúng ta xuất ra thử xem. 15. A bằng A cộng 5, hoặc là, rồi giả sử chỗ này chúng ta chia 5 thì sao? Bằng 2, lớp mình giỏi quá. Cộng 10 chia bằng 2. 10 chia 5 bằng 2. Hiểu nổi không ta? Thấy có mấy người, mấy bạn là đang bắt đầu gãi trán rồi á. Rồi ok, đó là cái